nóng, hướng dẫn vào bệnh viện đáng ngờ trong bản cập nhật Play Together ngày mai. Đầu tiên, các bạn cần xuống đường cống ngầm thông qua các nắp cống ở Plaza và khu trung tâm. Tại đây, cánh cửa vào căn phòng bí mật bị đóng sẽ chính thức được mở. Khi vào căn phòng này và đi thẳng lên cầu thang, các bạn sẽ được đưa tới một khu vực mới mang tên bệnh viện đáng ngờ. Quang cảnh bệnh viện vốn yên bình trước đây giờ đã mang màu sắc tối tăm, rùng rợn của mùa Halloween với sự xuất hiện của rất nhiều người nhiễm bệnh hiền lành. Ngoài ra, cũng không thể quên nhắc tới NPC đứa trẻ bí ẩn với những nhiệm vụ sự kiện mới. Đặc biệt, người chơi còn có thể nhặt được xu thây ma tại đây. Giả sử, có cuộc thi nhặt xu thây ma diễn ra vào tuần sau, bạn có muốn tham gia không? Khi hoàn thành sự kiện bệnh viện, bạn sẽ nhận được trang phục bệnh nhân và cảnh phục của đặc vụ Rosa. Ngoài ra, sự kiện cửa hàng đường cống tối nhận thuyền vịt thây ma và các côn trùng Halloween vẫn sẽ được tiếp diễn trong bản cập nhật lần này. Bạn nào chưa hoàn thành thì hãy chăm chỉ làm nhiệm vụ lên nhé! Vậy bạn thấy sao về sự kiện lần này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Chúc các bạn chơi vui!